xin chào các bạn chị nha. Thì bây giờ mời các bạn chị mình theo chân của anh em tụi em. Anh em của tụi em sẽ đi vào trong theo chân của cô Ba và cô Bảy đến từ Tây Ninh vào trong để thăm viếng mộ của gia tộc mà 7 người lúc trước tại Bình Phước của bán chị nha. Xin mời các bạn chị mình cùng theo chân tụi em ạ. Với lại một người con của cô Bảy đến từ Tây Ninh. Thì đến đây rất sớm luôn các anh chị, đến đây lúc mà 6 giờ mấy thì khi tụi em đến đây thì mấy cô cũng đã đang dọn mấy cái mâm chai ra rồi, chuẩn bị đem lên cúng cho con Năm rồi đó. Cô Bảy với cô Ba đến đây rất sớm luôn. Bây giờ sau khi cúng xong cho con Năm thì cô Bảy, cô Ba với lại con thì đang đi vào mộ của gia tộc 6 người thảm án và trước ở Hải Dương đó quá chị, ở Bình Phước quá chị, em của Hải Dương á. Bây giờ mấy chúng ta đang đi vào trong đó để mà viếng mộ của 6 người nè. Anh chị thì bây giờ thì cô Ba và cô Bảy cũng đã tới mộ của gia tộc 6 người. Tại cái vụ thảm sát của Nguyễn Hải Dương cả chục năm về trước các anh chị. Đó thì bây giờ cô Ba với cô Bảy đang đi vào các anh chị nha. Dạ chào cô Bảy. Chào cô Ba, cô Bảy. Tụi con đang đợi cô nè. Cô không đi né ướt gì hả? Dạ mấy con đi trước đợi cô hả? Dạ dạ. Dạ đây nè cô Bảy. Sáu miếng rồi. Dạ là mấy cái này luôn hả con? Nè. Dạ là cái này nè, hai nè, còn bên kia là nè. Không phải, không phải. Cái này hai. Hai bên đây bốn. Hai, với bên sáu. Kia 4. Nè sư phụ. Nè, hai này. Ừ. Với hai này là hai đứa cháu. Bên hai này. Còn bên đây là hai đứa con. Còn bên đây nữa nè. Chú Mỹ. Cha mẹ. Đây đối diện nhau là 4, 4 này 2 nữa, tại sao đứa mẹ. Bên kia là hai vợ chồng. Kia bên này là hai đứa cháu. Nè, có bao nhiêu là hình để trong đây nè. Giờ là Tiên Băng, phụ phụ với con. Tiên Băng, Tiên Cái với con. Giờ mình đặt ở đâu mà mình cúng sao? Giờ chỉ cách đại đi, dọn bàn thờ này cúng đi. Mong dọn ngoài này đại cái hàng bao này cũng thích đây. Cái tiểu này có cái nón đội đẹp trai vậy. Con nó cán vỏ cô mượn mà không hỏi luôn đó. Thôi nó kiếm đó. Kiếm mà chỉ không ngay chân cái tiểu lấy. Giờ cô Ba cô Bảy đang bánh xèo. Bánh xèo với bông. Bánh xèo chai ha. Xèo chai không con. Dạ. Chè cũng thôi yên vậy nè. Đây cũng trái cây nữa cô ha. Bánh xèo này là từ nhà mình làm luôn hả cô? Quá wow, quá trời đất luôn cô Ba hay quá. Từ nhà đổ bánh xèo luôn có vậy ơi. Đem từ Tây Ninh đến đây luôn. Có cái lòng rất là quý luôn. Ở Tây Ninh nãy viếng mộ của cô Năm Mũ Linh xong rồi bây giờ đến viếng mộ của gia tộc 6 người đây nè. Cô Ba với cô Bảy rất là quý luôn. Đến từ Tây Ninh một nơi rất là xa luôn á, trăm mấy chục cây số luôn. Thì cô Ba đang tiến vào trong để mà trưng trái cây của bán chị. Đây là cái vụ là nổi tiếng trong nước cũng ngoài nước luôn. Là Nguyễn Hải Dương nè. Nguyễn Hải Dương. Dạ. Thấy thương quá ha cô. Cô đây tự nhiên cô thấy cô đau lòng quá. Dạ. Hôm nay là cũng đã trôi qua cả chục gần cả chục năm rồi mà nghĩ là thấy không? Thấy là nhớ như ngày nào hả cô? Thấy nhìn cái tự nhiên cô không phải khóc, không phải người thân mà sao cô mất khóc đó. Thấy xót không cô? Xót thương lắm luôn đó con. Gia đình đang vui vẻ hạnh phúc ha cô ha. Giờ chỉ hai người đó không đau đổi mạng được con, 6-7 người này. Dạ, dạ. Đúng rồi cô. Tưởng là chết hai mạng đó không đổi được 6-7 người này đâu. Dạ. Người trẻ vô tâm mà con. Cảm động nữa nè. Cô hôm đó cô quay thấy ra nó dắt thằng Minh với thằng Liêu đồ vô đây với chị Tư gì đó. Dạ. Con đi im lắm. Cô thấy cô đau.
thiệt chứ con chứ không phải người thân của con. Ban đêm á, ban đêm chỉ có tụi con vô à. Thì đó, nó dám vào đây nè. Dạ. Còn nó bị nếu giò nó cẳng gì đốt nhang, người thiếu nếu giò cẳng nhẹ đụng lên. Dạ đúng rồi, tụi con đó, tụi con bỏ chạy quá trời nè. Đốt nhang là điếm nó cho đủ đi không, dạ. Không cho thiếu. Thiếu đốt nhang. Thiếu. Cái cửa tự nhiên đóng. Cô phải biết người chạy là ai không? Ai? Con đang đứng trong đây nè. Dạ hả? Dạ. Chạy không biết bị bầu mạo. Thì hết cái người đốt nhang không ra là cái cánh cửa này tự đóng luôn nha. Đấy, đóng nó chạy quá trời luôn. Đóng luôn. Tự nhiên ấy anh em lại chỗ này nè, chỗ điểm này nè cô chú. Là một cái đùng chỗ này nè, hết hồn luôn. Cái đùng cái ở ngoài đó đó. Tự nhiên không ai á, tự nhiên cục đá, ai chọi cục đá lọc trong cái đá luôn một cái đùng. Nói chung là mình đi vô mà giỡn mà. Còn chú thơm mà đó. À là chú mới, anh em mình nhớ đốt biết thuốc không? Đúng rồi, đúng rồi. Hút đỏ luôn. Luôn. Hút vòng mấy phút là tàn liền. Ở đây 5 cái chén rồi trong đó. Còn theo sự chia sẻ của nhân viên ở đây ha. Cái anh mà rửa mộ mình. Anh qua đây cũng phải đốt nhang. Đốt nhang bị vậy ha. Nói chung người ta chết quan người tức mà. Tức lắm chứ. Nhưng không người cái bị gì. Trùng ngày trùng giờ luôn á. Thì một trong một đêm đó mà. Một ngày đâu. Trong một đêm đó, trong một đêm. Đâu quý vị. Đây là một cái khu vực coi như là có thể nói là rất là tâm linh luôn nha. Tâm linh, có thể nói là tâm linh nhất ở trong cái khu Hoa Viên Bình Dương này luôn. Đó. À, cô Bảy cổ xem clip mà cổ thấy tội nghiệp thôi cả nhà. Thấy thương quá luôn. Hôm nay cô Bảy nhớ cái đợt đó ha, anh em mình là vô đây. Chậu chứ cái này đó. Không sợ bằng cái bữa ban đêm. Đúng rồi, bữa ban đêm là mới ngán. Vừa nhắc cái tên vừa nói nhắc thôi tên không nói thôi như là cái chậu ong đó đó, nó lúc lắc. Rồi xong xuôi cái đèn tắt luôn. Công nhận như là từ hồi đó là trong lịch sử tới giờ cái mộ mà 6 người mất này là chỉ có mấy anh em mình là cái người đầu tiên để quay được cái clip đó. Gan dạ nhất hả? Gan dạ nhất luôn. Gan dạ nhất tới đây quay được clip đầu tiên đúng không? Chạy muốn chết luôn bữa đó. Chạy muốn thắng khối luôn. Chạy muốn bắn khối luôn. Đó. Cách đây mấy năm về trước tôi có đến đây một lần. Mình có đến đây một lần. Đi ban đêm hay gì? Không có, tôi đi ban ngày nhưng mà bữa đó tôi vô chỉ có một mình tôi thôi nha. Tôi nói tôi vừa mở cái cánh cửa này ra tôi vừa bước vô trong thôi. Bỏ nó kìa. Có biết quá. Ủa nè. Có đâu. Gió hả? Gió hả? Ờ vậy hả? Ai biết đâu, tung đâu rồi. Không biết. Cánh cửa tự nhiên đóng lợ nè. Anh gió. Tự nhiên đóng lợ. Tôi có sợ không? Có gì á. Nhỏ. Nói chung là không ai còn hãy đến đây để xảy ra mà một nén hương để mời gia đình chú Mỹ ăn bánh xèo, bánh xèo chay với xôi với rau trái cây nữa cô chú. Qua chuẩn bị xong cái phần bánh xèo chay với lại xôi với lại trái cây thì cũng về đem vô phòng. Nên là cô Ba với cô Bảy thì nói chung ra cũng là rất lớn tuổi rồi. Nên là coi được cái clip anh em mình truyền tải đến cô Bảy đang múc qua chè đó nè. Hương nó là cô Bảy đến. Cô Ba để thắp nhang. Cô Ba múc chè thắp nhang với bánh đồ cho có gia đình chú Mỹ. Cho điếu hút đốt đi chú Mỹ. À có ai hút thuốc không cho đi. Dạ dạ có. À, chưa bỏ à, ba điếu này đó, một điếu nha con, một điếu này. Còn bỏ này đó rồi còn bỏ đậu nữa. Ba điếu á. Cho ba điếu rồi, một điếu. Ba điếu à. Ừ, bỏ đậu nữa. Với chén gì. Ba điếu là ăn hồi nó chút tiểu chả 30 ngàn nha. Ngồi kia đi, cây gì. Kháng dưỡng mộ cạo mồi thuốc kìa kìa. Kháng, mộ thôi ba điếu luôn. Gì đâu, luôn gì? Tại kéo thì bên trong thì cô Ba với lại cô Bảy đang soạn đồ ra để mà cúng cô anh chị. Thì giờ đó quá là nắng rồi. Đây hả? Thank you.
các anh chị thì cô bảy với cô ba đang múc chè sơ nước nè, chè sơ nước cho nước ra để mà đem vô cúng. Và đây là phần mộ của gia đình 6 người đã bị ám sát gần chục năm về trước của anh chị. Rất là thương tâm. Còn đây là cụ ông mình đó, là những cái bông lẻ bạn ở trên đó, thấy không? Rất là tốt luôn. Đúng rồi, tốt. Bên cụ bà thì không được tốt như bên cụ ông ha. Bên đúng rồi, bên cụ ông. Như là cái về cái lỗ âm dương này, nói chung ra là trồng mấy cái lẻ bạn lên này lên là nếu mà nó hợp á là nó lên tốt cực kỳ luôn á. Đúng rồi. Tốt như vậy thì nó có cái ý nghĩa gì mà trong khi nó cái gia đình của ta không ta? Không, cái cây này là cây lẻ bạn, cái tên đó đó. Cái tên như là thí dụ mình đã ra đây mình nằm rồi á, là cũng như có một mình là kêu bằng lẻ bạn. Mình thấy là cái bên này quá tốt, xâm xê rồi bên kia rồi có mấy que là ý nghĩa nó chắc có thể khác. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi qua cái khu vực mà tôi có bán chị, thế mà có bán chị mình di chuyển qua cái mộ. Chứ thơm một đi thuốc. Nó mau tàn ghê luôn không? Mới vừa đốt cái xài luôn là mình bấm máy liền luôn. Mà nhà anh em biết không, đây gió nha, cây nữa rung rinh nè anh em. Thấy không? Rung rinh ha. Mà cái tàn thuốc á, khi mà quy lóc 24 giờ đốt á là cái tàn thấy không? Không có rớt luôn nha. Đúng rồi, không có rớt luôn. Không rớt luôn. Mà ở cái chú Thơm này á, là nghe những nhân viên ở đây ta nói á, là chú là rất là linh nha. Còn bên phía chú Mỹ với cô Nga thì nhìn rất là hiền ha. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là hiền, hiền hậu luôn. Gương mặt phúc hậu ghê ha. Cô Nga thì sinh năm 73. Chú đây là 66. Hỏi vậy là cô Nga lớn tuổi hơn chú Mỹ hay là? Nhỏ hơn chứ. Nhỏ hơn. À nhỏ hơn, lộn xin lỗi. Năm cái năm lớn mà. Hơn cái tuổi nhỏ hơn. Trời ơi, giờ mới năm lớn hơn mà. Có anh em ơi, có hiện tượng lạ. Gì? Con bướm. À, con bướm kìa. Bướm kìa. Ở đây, đang ở đây rồi. Có đó. Anh ơi, bữa nay là biết là cô ba, cô bảy đến để cúng đó. Nên là chắc đến đây là hưởng lộc anh ơi. Thì bây giờ là... Ôi, đây. Sao ở đây có cái vấn đề này? Gì nữa? Trên chỗ cái cây lễ bạn của trên cái lỗ âm dương trên ngôi mộ của cô Nga là có cái này không? Có cây cầu hả? Ừ. Có cây cầu với lại có cái ghế hay gì nè? Đúng rồi đấy. Cây cầu với ghế như là chắc cái này cũng là một cái gì đó ai trang trí ha, trang trí đúng rồi, trang trí hay là có một cái ý nghĩa gì tâm linh không ta? Cô nó đặc biệt hơn cũng có thể đó. Nếu mà trang trí thì trang trí hết chứ sao, chỉ có ở chỗ có cô Nga. Không, mà chắc hồi đó là cô Nga là lúc còn sống anh biết sao, là chắc có thể là cổ thích có một cái ao hoặc là có cái cầu đi ngang rồi cái ghế để cô ngồi cổ suy nghĩ lại trong cái cuộc hành trình của hai vợ chồng. Làm một cái gì đó là cổ suy nghĩ là cổ thích cái view này. Như là có cô chú nào mà biết cái ý của cổ á thì trang trí đó anh em ơi. Rồi bây giờ anh em sẽ di chuyển vô bên cô bảy với cô ba là một mâm ở đây em chỉ cái này chai cũng cá không? Không phải. Gì? Chị ơi, em cúng đây chị đốt mà mấy con mẫu. Thấy mà thấy mà đó giờ có tàu hấp nào mà có nguyên cái bình chày không? Cái đây. Đây là một cá. Có cây cầu đi qua nè. Tự Phật mẹ quan âm. Cây cầu đi qua. Nãy giờ em nhắc hoài luôn á. Sắp sửa dính rồi đó, dính rồi đó. Sắp tới. Mấy con, vô đây không con nói vậy. Nói vậy là dính ra. Để cô bãi cúng đi con hết hả? À. Dạ, dạ. Đúng rồi, ở đây có tâm linh luôn. Không, 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 gì đâu. Em ơi, ê, ê. Nước nào nhạy thì cúng nè, nói thật. Con Nhi, Nhi. Con không nhạy thì con không dính. Thấy nè, thấu kìa. Ngáp kìa. Mắt ngáp rồi, sẵn lạc. Mắt ngáp rồi hả? Ừ. Men đi. Nắng đầu luôn. Con Nhi nó ngáp nãy giờ. Ừ, đúng rồi. Nặng đầu luôn. Ừ, nặng đầu luôn rồi.
Nè, ơi, sao? Bình tĩnh nha. Còn ngáp không? Còn ngáp không? Ở đây là cô bảy, cô ba làm năm cái nhà này là chắc là cúng ở đây là đất đai. Đây cô bảy cúng đất đai. Dạ đúng rồi. Chị Trân Linh đây vô dự tiệc với cái gia đình là của ông Mỹ. Dạ, đất đai thổ mộ ở đây hả cô bảy? Đất đai thổ mộ. Ừ, Long Thần hộ pháp ở đây. Chứ dạ. Đây là chỉ giá vậy thôi chứ đừng tùm lum như ở nhà không có đúng. Dạ, đúng rồi. Nghĩa trang thì mình giá thì nghĩa trang, ở nhà thì theo ở nhà. Dạ. Con giá gì tùm lum hết trơn là làm sao cái chết mấy con. Dạ đúng rồi. Đây cầm máy cho Nhi vô đốt nhang đi Nhi. Đốt nhang đi chị Nhi ơi. Đốt thêm nhang đi. Thiếu rồi hả? Đổ ba cây bánh nữa, thiếu mấy cây vô lấy đi. Không có biết nhiêu đâu con nắm lại luôn. Đi. Ý chị Nhi nhà chú Tiểu. Em đâu mà đâu có ai mà vô mình em được đâu. Thấy nó kìa, để ý chị Nhi mà kìa. Ở đây ai nhập rồi nè, ai nhập rồi. Trời chỗ đâu quá hết rồi. Tiểu tào lao. Sư phụ đừng nói tào lao, sư phụ dặn đừng nói tào lao nè. Đây là cô Bảy đang cúng giấy đất đai. Đất đai thổ mộ ở đây. Đất đai Dương Trạch. Tào lao nữa. Cô Bảy chú này đi chỗ khác ấy. Đi chỗ khác bạn. Cô Bảy sáng mới làm rồi. Cái này có gió đóng là chuyện bình thường, còn bữa thì con vô không có gió luôn. Ghê vậy? Vô vui mà có gì đâu. Để nói chung nha anh em mình đừng có nói chuyện nha, để cho cô Bảy làm lễ đi. Để cúng mời đất đai ở đây về hưởng rồi lúc đó là ở trong gia đình chú Mỹ mới hưởng được. Mới dạ, dạ đúng rồi. Dạ là không không vô được ha, cô Bảy ha. Cúng ở đây là phải kiến đất đai trước. Dạ đúng rồi. Các chân linh ở đây mới vô đó, người ta mới dám. Dạ. Tại vì ổng chủ nhà ở đây mà không trình ổng mà cho ăn ai dám vô. Dạ đúng, đúng rồi. Cô chỉ nói con là nói mẫu thật này như vậy. Dạ. Làm cái đúng thì ổng tâm được rồi. Chưa có thấy số. Thì mất thì giống Phật. Rồi đó, sẽ quay còn nhỏ. Dạ đây, ổng có cái nhà mà. Nhà mồi thì ở đây chứ ở đâu nữa giờ đúng không? Đúng rồi. Thì chích hoa chưa có tới số rồi đâu có ai dẫn đi đâu. Thì có nhà mồi thì ở đây thôi. Ừ, quanh quẩn là chừng nào mà tới ngày tới giờ người ta mới đi đồ hai được. Nói chung á là những cái khu mộ mà họ bị chích hoa là cái âm khí nó nhiều đó. Khi mà tới nổi ốc hoài nào. Khi mình bước vô là mình nghe là tôi cũng đang nổi ốc rồi. Mà không, không chứ tôi nổi da gà đó. Nè Kháng nổi da gà luôn nè. Nổi đâu nổi trời. Càng mà nó sợ ai đâu. Sư phụ nhìn mặt con có sợ không? Thì nói chung cả nhà anh đang quay. Tại vì khi chú Tiểu mà vô ký hợp đồng làm ở trên Hoa Duyên á là nếu mà sợ ma là không có cho làm. Đâu phải test trước chú Tiểu, bây giờ trước khi vô ký hợp đồng á là phải cho ngủ lại 2 đêm. Chú Tiểu vượt qua cái 2 đêm đó, chú Tiểu mới làm được ở đây. Nên chú Tiểu vượt qua. Chú thôi ngủ đây mát quá cho ngủ thêm 2 hôm nữa đi. Là test tới 4 đêm. Phải ngủ mà có lương là chú Tiểu ngủ. Ừ đúng rồi, là test chú Tiểu là tới 4 đêm của người ta 2 đêm thôi, chú Tiểu tới 4 đêm là. 4 đêm ngủ lại là chú Tiểu không. Thôi cho nữa đi, thôi. Biết cái lòng gan dạ của con rồi nên là rồi. Chú nhận. Bây giờ anh em mình để cho cô Bảy giam giải thì đi giam giải cho. Cô đó hay quá. Xác mình đã ở đây thì chú cũng phải về đây. Cô Bảy như là kiểu thấy nó cũng nó dạ dạ rồi. Dạ dạ rồi đó. Đây nè, anh em ơi, cô Bảy xin khỏe. Cô Bạch Thống khỏe, xin khỏe anh Dương rồi con, mấy vị này có được về nhận lễ không? Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Xin khỏe đang làm lễ nha quý vị. Xin khỏe anh Dương. Xin khỏe anh Dương. Đừng mà coi các chư vị đây có được về nhậm lễ hôm nay cô Bảy đang tới hiến lễ. Chứ ngoài ra là không có cái gì hết nha. Mấy con đừng có lên rồi nói tùm lum. Dạ không. Để coi quẩy nè. Vậy xem rồi có chứng không nha. Con nói về nhậm lễ được hay không thôi. Tại vì quan ức mà. Dạ được rồi.
sao đây? Chưa lại nữa thấy không? Cô Bảy chưa lại. Cô Bảy cầu nguyện, cô Bảy chưa lại. Quên lại cô Bảy nha. Không, không lại là không cho. Cô Bảy biết có lực này mà. Thì phải quên lại. Lại mới được. Nhưng chung ra cái này là đến đây là cũng tâm linh là đều có. Có nha. Căng lắm nha quý vị. Căng lắm nha. Cô Bảy quên lại. Chắc mày đợi mày lại chắc được. Nè 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 cô Bảy. Chú Mỹ cũng chứng cho cô Bảy đi, chú Mỹ ơi. Được rồi. Được rồi. Wow, được rồi. Được rồi quý vị ơi. Được rồi, cảm ơn. Một mặt tiền, một mặt 50 đồng và một mặt bông lúa. Đúng rồi. Rồi nhưng mà đi. Dạ. Wow. Được rồi quý vị ơi. Chắc phải là được hết quả. Wow, vậy là bữa nay là dù gì chú Mỹ mình cũng có một bữa ăn thịnh soạn. Nói vậy đi. Cô Bảy, cô Ba. Bữa chai thịnh soạn. Cô Bảy, cô Ba. Có một bữa chai thịnh soạn của cô Bảy, cô Ba ở Tây Ninh. Cô Bảy với lại cô Ba. Bữa chai là cũng như là cô Bảy, cô Ba là thỉnh từ Tây Ninh về lên đây luôn á. Rồi đó là bây giờ là cô Bảy đó. Coi con Nhi coi sắc mặt nó coi sao. Thôi. Không gì hết. Không gì đâu. Nhưng ngờ ngát ngát trời. Nó đời sao? Đời đời rồi. Kéo khẩu trang ra coi cái mặt của nó rồi sao xanh hay nó ấy kìa. Ủa nãy giờ anh quay đâu? Hả? Nãy giờ anh quay đâu? Quay cô Bảy xin keo. Ừ. Ở đây nói chung ra là sợ cái mặt nó kỳ ra. Ê nè, nó nghe nè. Nhưng là cô Bảy á, sợ cái mặt nó kỳ. Xin keo được rồi, nên là cô Bảy vô là giải thêm là để cho ăn nhiều lên. Đúng không? Ăn nhiều. Sao có hai hang mắt ông Nhi nó gà mấy ông nhà để cho nó. Hồi nãy là cô Bảy là như là chưa có tự tin lắm. Mà như là khi mà đã ra xin keo và cô Bảy tự tin vô là thấn nhái chân lần nữa là mời gia đình chú Mỹ về là xin hổ thần đây người ta cho phép rồi bây giờ cứ vô nhà ăn đúng rồi ra mấy ông để ý nghe mặt Nhi kìa cặp mắt của nó kìa đúng rồi nó quá là luôn quá sợ đâu á nhẩm lờ đờ lừ đừ sao á bây giờ vô đốt thuốc luôn à bây giờ là thuốc luôn gì nó vô đốt thuốc thành à rồi hút thuốc là nó là cái người đầu tiên Nhi tìm là ông đó Nghi lắm nghe hút thuốc là Nghi lắm nghe hút thuốc là Nghi lắm á hút thuốc luôn là gì đó rồi Nhi vô kéo khó phà luôn kéo luôn hả Nhi kéo ra luôn khó luôn kìa đốt nhang hả? Trời ơi, tính đâu đốt thuốc. Mấy anh em lốt luôn mấy anh em. Hồn chứ. Giờ để hàng mắt nó coi. Không, mắt ăn sao đỏ vậy Nhi? Theo Nhi coi. Để. Trời ơi, mắt đỏ luôn nè ơi. Mắt Nhi đỏ kìa. Đỏ không? Đừng sao đâu á. Kìa lần đầu liêm nhiêm luôn. Nghe mắt rồi. Ngơ rồi. Lần đầu rồi. Lần đầu luôn. Quẩy với thách keo luôn kìa. Có lừa luôn đừng kìa lừa cái lừa đời sao đâu á thành võ đi chỗ khác nghe một hổng nhí rồi dí ông á đi để chỗ khác dí thành võ dí à dí vậy quý vị sao hang mắt luôn rồi nè nhí thuốc nè cầm vô đưa quẩy đi vô đi chứ đứng gần nó dí ông đó ông cái mà chuẩn bị xe đi tôi giờ tôi nổi da gà cho mà hôi tiểu đổ quá trời rồi nè em đang đổ nè ê tức là hồi nãy cô Bảy giái một lần rồi nhưng mà không được bây giờ cô Bảy đốt thuốc cô Bảy giái lại nào không hồi nãy được rồi không phải mới đây nè mới đây nó trong còn nữa là như là mấy ngoài đây như là đất đai thổ hành đã chứng nhận là cho vô nhà rồi đúng không đất đai thổ mộ hồi nãy là cô Bảy là giái mà đất đai thôi vô chồng cô Bảy đang giải cái chồng nữa ở đây xin chồng nữa mới quan trọng đúng rồi đúng rồi đang xin chồng là gì cái vấn đề mà chặt hẹp nên anh em mình không có tiếp cận vô trong đó được đúng rồi nhưng mà để cho cô Ba có gì á cô Bảy chứ sao cô được rồi quá quá cái gì nhẹ lòng quá đâu thiệt tại là từ nãy giờ còn hết cuộc bây giờ anh em mình yên lặng đi để cho cô Bảy ra chia sẻ rồi chia sẻ cái gì dạ chia sẻ cái vậy con đã nhìn thấy hết rồi không như là cô Bảy chỉ cầu nguyện xin cho các vị về được mà dùng bữa tiệc.
cha dạ. thân mật với cô. Dạ, dạ. Thì bây giờ bên đây đất đai thổ mộ đồng ý cho thì mời các chị vào đây để dạ. 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 Không có gì hết trơn. Vậy là ngoài này là cho vô chổng cũng vô ăn luôn hả cô? Thì đó thì cho tao mới vào tao nhận. Ờ à, đó đó. Không cho sao nhận theo về tới nhà con không mời. Dạ. Sao ta ăn không? Dạ. Nói ta đồng ý cho người ta ăn, ta ăn không? Như là con đói cũng tới nhà rồi quy lóc 24 giờ không mời con cũng ăn hết. Dạ. Nói quá chứ nổi. À, rồi rồi vậy là các cô bảy cô ba đang chuẩn bị là à, bây giờ về nha quý vị. Dạ cũng tạm biệt ở đây. Dạ. Đây thủ hộ cũng. Dạ. Tạm biệt gia đình chuẩn bị nha. Rồi. Dạ, con cũng tạm rồi chúc sức khỏe cô ba nha. Cô ba về có khi nào đến đây thì cô cháu mình gặp lại nha cô ha. À, cái việc nào tới mộ của cậu năm. Cái buổi linh thì cô cháu mình gặp lại. Dạ nha. Như là cái dạ. Cái duyên hồi sáng á, là cô bảy với cô ba phát duyên quên tụi con rồi. Sao? Tụi con chưa có hả? Chưa dạ có. Chưa. Cô bảy. Đúng rồi chưa. Chưa đúng rồi hai này chưa có. Hai này chưa có. À, hai này tới trễ. Còn cái này đáng lẽ là người nào mà tới trễ là mình không có luôn nhưng mà mình du di đi. Giờ mình du di đi. Đây là coi là không được coi số nha. Không được coi số nha. Là mình lấy xong là cái lọc của cậu cho rồi. Mình xếp lại mình bỏ lại nha. Mà không được xem nha. Đó là con được xem. Đó là đừng có nói sao tại sao người này không có được như tiền nó tôi có thì cái duyên của mình. Dạ dạ. Cái này là cho là tùy duyên nha mấy con. Dạ dạ. Con cảm ơn cô ba với cô bảy. Cảm ơn cô ba với cô bảy. Có nhiều sức khỏe để đi. À nó coi nó ráng làm tốt bây giờ cô chị mộ mà để thắp nhang nha. Việc nào tốt mình nên làm. Dạ. Ráo cắt bỏ đi. Dạ. Đừng lưu luyến nữa thì tụi con làm không được việc. Dạ rồi con cảm ơn cô bảy cô ba nha. Cô bảy không nói nhiều nhưng nói vậy là mấy con làm ngành tôi có không hiểu rồi. Dạ. Cô bảy cô ba đưa về mạnh khỏe nha. Dạ. Bỏ qua. Dạ. Dạ. Như hiện tại bây giờ. Đó thì bây giờ là cô ba đang trên đường ra xe mới chuẩn bị đi về cô bán chị. Đi rồi. Thấy thơm đó ba nhặt. Nhưng mà từ hồi nhỏ đến cô nay sáu mấy tuổi rồi. Cô mới thấy cái thơm đầu tiên có hạt. Nó thơm. Dạ. 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 Thơm có hạt là chủ của hạt luôn. Một khẩu hồi sáng đó. Hồi nãy sáng hả? Khâu xẻ ra đó. Bây giờ anh em ơi, anh em mình kết thúc clip mình đi. Sao clip đi? Ừ đúng rồi. Nên là video dẻo của mình ra kết thúc nha cô chú anh chị các bạn. Nếu mà các bạn thấy hữu ích thì cho mình xin một like xem. Quý vị thì bây giờ thì cô ba cô bảy đang cúng xong mộ của gia tộc 6 người. Thì nãy giờ video của em cũng đã dài rồi. Em xin kết thúc video ở đây. Còn những thông tin nào mới em sẽ gửi đến các bạn chị mình cùng xem mà. Em cảm ơn các bạn chị mình đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Xin hẹn gặp lại với các bạn chị mình video lần sau của em nha. Bye bye các bạn chị ạ.